Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân thương của Lợi Minh. Mỗi ngày một thông điệp để thức tỉnh bà con nhân dân. Thì nói chung thì tôi phải live stream lắm, nhất là khi mà lái xe. Nó làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn để mình trò chuyện. Gần đây thì tôi thì thích nói về những cái vấn nạn của xã hội Mỹ. Nhưng đối với mấy bác Việt kiều Mỹ, mấy anh phần mà chống cộng cực đoan thì không thích. Họ không thích. Họ tìm cách họ lấp liếm, họ bao che. Đây, cho nên mỗi khi mà tôi live stream đó, những thành phần mà chống cộng cực đoan, gọi là Việt kiều Mỹ chống cộng cực đoan đó, rất là cay cú. Và trong khi đó họ chê bai Việt Nam đủ mọi thứ hết. Nó chơi xã hội về Mỹ. Mỗi một ngày anh chị em các bạn biết, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút mở tin tức lên, mở truyền thông lên mà nghe, nó đủ thứ những cái vấn nạn xã hội chứ. Chứ không phải giống như là tụi nó nhìn về Việt Nam thì nó cứ chê, nó bảo là tại cộng sản Việt Nam thế này thế nọ. Không lẽ mỗi khi ở nước Mỹ mà những cái vấn nạn xã hội xảy ra thì là tại cũng tại cộng sản sao? Các bạn thấy Mỹ nó là một cái hiệp chủng quốc, mà nó là một cái quốc gia mà gọi là cả thế giới này người ta tới, người ta sống mà người ta tìm cơ hội, mà đâu phải ai cũng là tìm được cơ hội đâu. Đầu tắt mặt tối, cơm áo gạo tiền, cái gì nó cũng phải trả cái giá của nó chứ. Chứ đâu phải là đi ra khỏi nước Việt Nam rồi qua bên được Mỹ rồi là lên được thiên đàng đâu. Mà tôi thấy mấy ông, mấy người, mấy bà, mấy ông, mấy người mà gọi là Việt kiều Mỹ chống cộng cực đoan, mỗi khi mà tôi live stream á, trời ơi, đã đảo Lợi Minh, trục xuất Lợi Minh, sao không về Việt Nam ở đi. Nó tức cười, như khi tôi còn nó cười, nó mắc cười chứ. Họ không, tại sao không hiểu nữa, họ không dám chấp nhận cái sự thật ở bên nước Mỹ. Mà đâu phải tự nhiên mà tôi đi nói xấu nước Mỹ đâu. Truyền thông, báo chí nước Mỹ nó nói hàng ngày, hàng giờ. Mà các bạn biết, mở tin tức lên lúc nào cũng nghe những cái nan đề của xã hội nó xảy ra. Người Mỹ họ cập nhật thông tin đó. Các bạn, anh chị em các bạn biết, họ cập nhật thông tin liên tục. Họ đi ra mỗi sáng, họ thức dậy, mỗi tối họ đi ngủ về nữa, họ lúc nào cũng xem tin tức, coi chuyện gì nó xảy ra, cái cuộc sống ngày mai nó phải làm cái gì, họ chuẩn bị trước hết. Đấy, nhất là họ xem tin tức, những cái gì nó xảy ra, có những cái dự báo thời tiết hay những cái vấn nạn nó xảy ra ở đâu đâu, họ kiếm, họ biết để đặng mà họ tránh. Chứ không phải là họ mù thông tin. Nhưng mà chỉ có mấy cô, mấy cậu, mấy bác Việt kiều Mỹ chống cộng là coi nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tôi. Đã đảo Lợi Minh, trục xuất Lợi Minh, nước Mỹ của tao. Còn bảo là tôi ăn cơm quốc gia nữa chứ. Bà mẹ, tụi nó làm thì có quốc gia, còn là qua Mỹ, thằng thì giác cái cày đi cày nè, cày tắt tần tật để có mà ăn, không cày được thì ngồi đó xếp hàng rửa tay ra chờ chính phủ ăn chọc đầu chọc cổ. Lại bây giờ lại có mấy cái tên ở trong nước cũng hùa theo, bảo rằng là tôi ở Mỹ là không được không được binh vực cộng sản. Bậy, cái đó là bậy, cái đó hết sức là bậy. Tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi có quyền nói lên những cái gì mà tôi cảm thấy nó trái tay ra mắt. Tôi có quyền, không có ai có quyền cấm tôi. Bảo rằng là
tôi ở Mỹ là tôi không được nói về Việt Nam hay là nói tốt Việt Nam hay là cái chuyện này, nhưng nói cái đó là vớ vẩn, đó là bậy, đó là sự kém hiểu biết. Cho nên tôi thấy rằng cái cuộc sống các bạn biết nước Mỹ nó muôn màu muôn mặt muôn hình muôn vẻ, không phải giống như mấy ông mà Việt kiều Mỹ mà chống cộng cực đoan mà lên mạng mà nổ đâu. Cho nên những người mà họ cuồng Mỹ á, họ rất là ghét tôi, họ không muốn cái thần tượng của họ bị sụp đổ, bị người khác, bị những người dân trong nước, nhất là những người dân trong nước biết về cái sự thật và đời sống ở Mỹ. Đời sống ở Mỹ họ không muốn biết những cái sự thật như vậy. Đây anh chị em các bạn thấy ở Mỹ tôi cũng thường hay quay, đâu phải con đường nào nó lúc nào nó cũng là trắng như thế đâu. Đâu phải lúc nào con đường nó cũng được tráng nhựa, đâu phải nước Mỹ lúc nào là đi ra ngoài đường là nó cũng tráng nhựa hết đâu. Đó, ánh nắng nó chiếu quá không thấy. Đấy, các bạn thấy đâu phải một con đường dài là nó được tráng nhựa hoành tráng hết đâu. Không có như vậy, không phải như vậy. Đời sống ở Mỹ nó muôn màu muôn mặt muôn vẻ, tại vì mấy ông Việt kiều Mỹ mà chống cộng trên mạng á, họ không chịu nhìn vào những thực tế, họ sợ mất mặt. Các bạn thấy đó, đâu phải chỉ có ở Việt Nam mới có những con đường đất, những con đường đất, đường ổ gà ổ chó rồi đâu, ở Mỹ nó cũng đầy. Không phải tôi chia sẻ rất là nhiều những thành phần chống phá đất nước, tụi nó lấy những cái bình phong, những cái nan đề của xã hội Việt Nam ra, nó lên án một cái thể chế, nó lên án một cái đất nước, cái đó là rất là ấu trĩ. Trong khi cái đó, cái đất nước Mỹ, các bạn nhìn thấy đó, đường người ta cũng đóng thuế chết mẹ luôn, thấy không? Mà đường, con đường đất, dân họ cũng phải chấp nhận để đặng mà họ sống như vậy, tại vì họ biết tôi sống như vậy, tôi không có phải là bắt ông chính phủ phải xây cầu, xây đường, chảy nhựa cho tôi. Đi. Tại vì tôi chấp nhận sống như vậy mà. Các bạn thấy từ những cái ổ điện, từ những cái ổ điện thoại như vậy, là phải tự kéo về đấy. Nó phải giống như là những thành phần mà họ qua Mỹ rồi, họ ca bài ca con cá đó. Các bạn thấy mấy ngày mà trời mưa lớn đó nha, ở bên này trời mà nó mưa nó bão hả, mấy hôm nay là mùa này mùa mưa mà, nó gọi là mùa mưa, anh chị em các bạn biết sa mạc mà nó mưa nó bão nó lớn nó khủng khiếp lắm, chứ không phải giống như Việt Nam các bạn thấy đâu, nó lụt lội nó sình lầy. Các bạn thấy đây, những cái người mà người ta xây cất xây nhà như thế này, tôi cho anh chị các bạn xem đây, cái gì nó cũng phải, đâu phải người ta cất nhà như vậy là chính phủ phải xây con đường, các bạn thấy không? Đâu phải là chính phủ phải xây con đường là làm một cái lộ vô cho người ta đi đâu, mọi thứ tất cả đều phải mình tự làm lên hết. Take a picture. How are you doing? Các bạn thấy không? Đời sống ở bên Mỹ mà cái người dân họ chọn cái cách sống. Oh. Hi. Is your house? Yeah. Wow. That's nice. Thank you. Nice. How many acre over here? It's one and a quarter. One and a quarter? Wow. Nice. Very nice. You like out here, huh? Yeah. Yeah, cause we like having animals, you know, horses. Oh, I see. Các bạn thấy không? Cái người ta chọn cái lối sống thì họ tự đào, họ tự xới lên rồi họ làm. Chứ không phải cái gì cũng phải là chờ vào chính phủ. Không phải như vậy. Không phải mình ra kia mình sống, mình ở, mình làm, mình cất cái nhà lên là mình bắt chính phủ phải làm con đường, phải kéo cái lộ. Các bạn thấy tất cả mọi thứ xây như vậy đều phải xin phép. Xin phép, các bạn thấy giấy phép. Nãy sao? You need to work.
No. Chết lúc kia. Các bạn thấy phải xin một cái permit, mà một cái giấy phép mới được xây. Đây là cái giấy phép. Anh chị các bạn nhìn thấy. Và cái giấy phép đó mình phải dán như vậy. Này là cái permit. Đây, cái permit là của cái county, cái quận đó. Nó cho là mình phải dán lên như vậy để đặng cái thằng county, cái thằng quận, cái thằng inspector, cái thằng mà nó ra nó kiểm đó, xây cái móng, cái nền lên, nó kiểm là nó just looking. Just explain to my people how we build a house, how you guys build a house over here. You know. Okay. It's your house? Yeah. Nice. It's almost done? Almost. Wow. How many square foot? 3,000. Oh my, that's big. Yeah. Nice. You like out here, huh? I live over there. Oh, you live over there? Yeah. Oh, okay. Good. Good to see you. Các bạn thấy không? Nó coi có một cái bảng như vậy nè. Nếu mà mình không có cái bảng này là nó không có cho mình cất. Nó không có cho mình xây nhà nha. Các bạn nên nhớ nha, nó phạt chết luôn. Đó. Trước khi đào xây cất lên á, là nó phải có người, nó thử đất. Rồi phải có kỹ sư, engineer. Nó rấy lên cái đất. Các bạn thấy những con đường đất như vậy. Và người ta chấp nhận, người ta thích sống như vậy. Người ta muốn sống như vậy. Không phải là phải bắt chính phủ phải làm. Các bạn thấy người Mỹ Tây Cơ đó, họ sống họ rất là chịu khó chịu. Họ làm việc đó, trời nắng chang chang 115 độ vậy đó, 15 độ F vậy đó, mà họ làm việc. Đây là cái cách mà họ cất nhà, anh chị các bạn thấy không? Cất nhà, cất cửa. Cái lối cất nhà bên Mỹ là như thế này. Anh chị em các bạn thấy không? Người ta sống, người ta làm, người ta không có phải là mọi thứ phải chính phủ phải làm cái này cho tôi, ông chính phủ phải làm cái nọ cho tôi. Không có như vậy. Mặc dù nước Mỹ các bạn thấy đó, nó đâu ra đó lắm. Không phải giống như mấy ông mà Việt Kiều Mỹ chống cộng cực đoan lên mạng, qua Mỹ rồi giống như thiên đàng, cái gì cũng là chính phủ phải làm cho tôi hết. Tại vì họ ở trong những cái thành phố lớn, anh chị em các bạn nên nhớ đó, họ ở trong những cái thành phố lớn, những khu vực lớn như vậy đó, tiền người ta đóng thuế rất là nhiều, người ta đóng vào trong đó, thì những cái chi phí, những cái khoản tiền đó đó, nó phục vụ trong cái lợi ích của những cái thành phố lớn. Còn những cái thị trấn như thế này thì yon no, chứ không có phải là phải mình phải tự lo lấy đấy. Ông chính phủ mình phải đáp ứng đúng cái luật, cái khúc, chứ không phải là cái gì cũng phải bắt ông chính phủ làm cho mình. Không phải như vậy, không phải giống như mấy thành phần mà chống pha cộng cực đoan tụi nó tiên truyền. Bởi vì tụi nó không thích tôi là gì, tôi nói lên những cái gì sự thật của nước Mỹ. Cuộc sống của nó không phải giống như tụi nó lên trên này nó ca bài ca con cá. Nó lên trên mạng nó ca bài ca con cá, nó về Việt Nam nó nổ. Nhiều lúc tôi về Việt Nam ngồi ăn gặp mấy thằng Việt Kiều Mỹ, nó nổ đổ, nó muốn qua tôi đạp nó một đạp. Mấy thằng bạn tôi nó cản về chứ. Nè, nó muốn đập cho nó một trận. Nó nổ. Nó chưa vừa rồi phải không? Nói nhưng mà thấy ớn cho đầu. Các bạn thấy đời sống mà. Đấy, cái tiền nào của nấy, mình ở trong những cái khu vực như vậy, nhưng ở ngoài đây là đường nhựa. Những con đường này là được chính phủ xây, được chính phủ bảo trì. Tại vì người ta đóng thuế. Đấy, các bạn thấy đó. Còn những cái tự cung tự cầu và tự cấp.
sống ở Mỹ, bởi vì nói nó muôn màu muôn mặt, chứ không phải giống như mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Tụi nó tuyên truyền, nó tuyên truyền rất là xảo trá và bậc bợ, mà người Mỹ bạn thấy họ đâu có xuống đường biểu tình hay kích động cái kiểu mà khi mà những cái cuộc sống họ chấp nhận như thế này, khi mà nó có những cái chuyện gì xảy ra họ đâu có đổ lỗi cho chính phủ đâu, họ trách nhiệm và họ ý thức được điều đó. Như tôi nói vô là mình phải tự cung tự cầu và tự cấp thôi. Mình chấp nhận cái lối sống của mình như vậy, chừng nào mà nhà cửa cất lên đầy đủ hết rồi đó, đủ cái như tôi đã thường hay nói, đủ cái số liệu dân cư đó, thì chính phủ nó mới đứng ra nó xây đường lên cho mình, và nó sẽ lấy thế mạnh hơn. Các bạn biết những cái khu nhà như cất lên như vậy đó nhá, là tiền những cái trường học đó, những cái trường học đó, là nó đóng vào rất là lớn, họ đóng tiền vào nhà đây, khu nhà đây, dân có những cái khu như vậy là anh chị các bạn biết đâu phải là dân mà thường đâu, họ thích sống như vậy, có nghĩa là họ đi đến đâu họ ở và họ tự lập ra đó, chứ không phải mọi thứ gì cũng phải chờ chính phủ phải làm tôi, phải làm tôi. Bạn thấy những ngôi nhà ở đây đâu phải là nhà rẻ, nhà thường đây rất là lớn. Cuộc sống mà bởi vì tôi thích chia sẻ những cái gì nó thực tế, những thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ tụi nó rất là ghét tôi. Các bạn thấy tôi chia sẻ về những cái nan đề xã hội bên nước Mỹ, nó kéo cả một lũ dòi bò, nó kéo ra ngoài nhà đã đau lại mình, chọc sức lại mình. nói tới mấy cái này là nó cười mẹ luôn. Các bạn thấy khu nhà ở đây đâu phải là thường đâu, bạn ơi, anh chị các bạn thấy đó. Đất nó ban lên, ngay cả nước cũng vậy nữa nha. Nước nếu mà mình phải tự kéo về đó, chứ không phải ông chính phủ không kéo về cho mình đâu. Như hồi tôi cất cái nhà tôi cũng vậy, kéo cái đường nước về nó đòi ăn hơn 20.000 đô đó, đi đường ống không á, ghét khoan mẹ cái giếng này. Trong khi đó phan cái giếng chỉ có 20.000 thôi. Các bạn đất hay đất trống bên đó, đó là đây là những cái tụi mà developer, có nghĩa là mấy cái tụi mà nó đầu tư bất động sản đó, nó mua những cái vùng đất như vậy, nó đào xới lên. Anh chị em các bạn đi, những đất này gọi là đất ngày xưa là đất giống như là với Việt Nam gọi là đất ruộng á, đất vườn á, đất đấy. Rồi tụi này nó mua lại. Các bạn thấy người ta đào xới lên, người ta phải làm đường, làm lộ, dẫn điện, dẫn nước rồi về. Họ bỏ biết bao nhiêu tiền của vào để tạo lên những cái khu đô thị. Đây là những cái khu đô thị, gọi là những cái khu đô thị mới. Nó đang đào lên, nó xịt nước xong rồi nó đào, nó xới lên. Nó có kỹ sư rồi, nó nghiên cứu hết. Ở Việt Nam, những cái khu đất mà chó ăn đá gà ăn muối, những cái người mà tụi mà bên đầu tư bất động sản họ bỏ ra tiền tỷ vô đó, ngàn cả ngàn tỷ vô đó, họ đầu tư lên rồi những cái dân chung quanh nó mới ăn theo rồi thành dân quan luôn. Các bạn thấy khi những cái khu đô thị như vậy bên Mỹ cũng vậy, nó phát triển lên đó, thì giá trị của những cái nhà vòng vòng ở đây nó cũng nhảy theo, tại vì cái đô thị nó phát triển mà. Anh chị em các bạn thấy những cái vùng đất khi mà những cái đô thị như vậy nó được phát triển lên, nhà nước đó, chính phủ họ thu về những cái tiền thuế rất là lớn, tại vì đất đó, nó đóng thuế không nhiều bằng mỗi một cái nhà bạn đến thuế tùy theo, nó tính theo cái lớn nhỏ, cái square foot bên này nó gọi là square foot, bên mình gọi là mét vuông á. Các bạn thấy giống như bên này là đất đấy, đất như vậy đấy là có chủ hết rồi đó. Đó khi những cái đất như vậy đấy, khi những cái đất như vậy mà tụi như cái tụi mà đi developer là cái tụi mà
mà bên đầu tư bất động sản á, nó vô bắt đầu nó mua xong rồi nó đi nước đi điện, nó làm đường rồi lên hết, nó làm đường lên hết xong rồi nó mà nhờ những cái khu đất mấy bên này nó phát triển thì như bên này khu nhà đô thị gì nó phát triển lên thì những khu đất bên này bắt đầu người ta vô mánh bất động sản mà ở Việt Nam cũng vậy thôi. Cho nên nhiều người ở Việt Nam họ đòi đền bù cao khủng khiếp luôn đó, rồi bắt đầu bài đủ trò rồi mấy cái tụi chống cộng cực đoan bên Mỹ cái nó xía vào bắt đầu nó kiểm cách, nó đầu độc, nó xuyên tạc và nó phá hoại cái công cuộc đổi mới của đất nước mình. Mấy cái tụi mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ toàn là thành phần ô hợp không, tụi nó đâu có hiểu về luật pháp Mỹ gì nhiều đâu, nói chung nó không có hiểu, nó sống nó chỉ biết qua Mỹ đi làm, đi vô chợ làm được tiền. Cái con đường nó nhảy như xe ngựa vậy, nói mà nó vòng vòng không dám chạy nhanh luôn á. Các bạn thấy nó qua Mỹ nó đi làm tối ngày làm tất tần tật à, nó đâu có thời gian đâu nó để ý tới cuộc sống bên nó, rồi nó mua được con tôm, mua được cục thịt nó ăn, nó ngồi lên được chiếc xe, ô qua Mỹ sướng quá. Tại vì nó làm cực lực xong rồi nó hưởng lại được những cái vật chất á, bắt đầu nó cảm thấy nó đi lên thiên đàng vậy, bắt đầu nó quay về Việt Nam nó chê bai. Các bạn biết bên Mỹ này làm chủ một cái nhà miếng đất vậy mà mình không đóng thế là hàng chính phủ nó tịch thu liền. Nói là đất của tư nhân hay là nãy giờ mình bị rớt mạng á. Nói về đất của tư nhân hay là cái gì chẳng cần biết, chỉ cần không đóng thuế là chính phủ nó tịch thu trong vòng 3 năm 5 năm là nó tịch thu, nó quá giá nó đem ra đấu giá nó bán, tự động nó bán, nó không cần xuống nó nói mình gì, nó tự động. Chứ đâu phải ở Mỹ mình làm chủ miếng đất là thuộc về mình hoàn toàn đâu, nó thuộc về mình nhưng với điều kiện là mình phải đóng thuế. Đang nói bị gớp, hình như bị rớt mạng rồi. Hello, bà có còn nghe không ạ? À? Băng có điện thoại nhưng rớt mạng. À, còn nghe không? Hello, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Đấy, anh tôi muốn chia sẻ đó, anh chị em các bạn thấy nè, cái tụi này nè. Đây, cái tụi này là tụi developer nè, tụi Western Retail Advisor. Đó, khi mà những cái khu đô thị mà nó lên như vậy đó, anh chị em các bạn nên nhớ đó, nhưng nó chừa những cái khoảnh đất trống như vậy, nó sẽ cất lên những cái khu chợ, những cái khu retail, những cái khu buôn bán sầm uất. Người Mỹ, ở Mỹ, chính phủ Mỹ đó, nó dễ kiểm soát người dân ở Việt Nam. Nhà ở thì ra nhà ở, còn chỗ buôn bán thì nó ra buôn bán. Cho nên chính phủ Mỹ họ rất về luật pháp đó, họ kiểm soát người dân rất là dễ, nó có cái khuôn khổ, nó đi vào trong cái khuôn khổ đâu có đó hết. Còn Việt Nam mình, cái nhà hàng xóm họ cảm thấy họ muốn bán bưng, họ mở cửa họ làm một cái tiệm bán, họ bán bưng, họ muốn làm gì cũng bao. Còn ở Mỹ, anh muốn bán buôn cái gì anh phải xin phép, anh cất cái cửa tiệm lên đó. Ví dụ tôi nói như mấy người mà dân mà là họ làm neo cũng vậy, họ làm nhà hàng cũng vậy, anh xây cái cửa tiệm nó lên là anh phải làm đúng cái cốt cái luật của chính phủ, cái luật định của chính phủ để họ nó đáp ứng về mọi nhu cầu hết. Anh chỉ làm chặt một cái thôi là không cách nào mà anh mở được cái cửa tiệm đó, anh không mở được. Đấy, nó lúc nào nó cũng có inspection, tụi inspector nó ra nó kiểm tới đâu nó kiểm tới đó, anh làm được, anh làm đúng nó mới cho anh tiến hành tiếp. Tức cứ một cái cửa tiệm, một cái buôn bán gì cũng vậy, nó đều có một cái luật hết. Ngay cả tôi nói cái người dân làm nail ở bên Mỹ gì, các bạn thấy họ đi làm nail họ phải chịu cái áp lực của luật của tiểu bang, nó gọi state board,
đó, luật của tiểu bang nó đưa ra những cái luật như thế nào anh mới được làm, và cái người chủ tiệm cũng vậy, rồi cái nhà hàng hay cái chợ hay bất cứ cái gì. Bây giờ anh làm một cái chiếc xe mà tôi anh đi bán bên này, nó gọi là anh đi bán dạo đó, anh cũng phải đúng cái luật của về bên ngành thực phẩm, rồi bên sở thuế, rồi bên an toàn giao thông, rồi mọi thứ hết, nó đâu qua đó. Các bạn thấy ở bên Mỹ khu nào trường học thì nó ra trường học, khu nào nhà thờ chùa chiền thì nó ra khu nhà thờ chùa chiền, khu làm ăn buôn bán thì nó ra khu làm ăn buôn bán. Còn những cái bar nãy tôi quên, tôi chạy ngang cái bar, cái chỗ và những cái nơi mà nó ăn chơi trụy lạc á, nó làm vẫn vậy nữa, nó dựng lên những cái đó, chỗ mà nó uống rượu uống bia rồi nó làm ra những cái vũ trường, những cái quán bar, rồi anh chị em các bạn biết những chỗ đó đó, nó phải kín bít hết, nó phải cách xa khu dân cư, nó phải cách xa xa khu dân cư, tôi không nhớ là bao nhiêu kích thước, bao nhiêu square mile tôi không nhớ, nó phải cách xa trường học, cách xa khu nhà người ta ở rồi. Các bạn thấy đó, đó như những cái khu mà dân cư bắt đầu nó lên nữa thì người ta, cái tụi mà developer, tụi mà làm bên bất động sản đó, nó xây, bắt đầu nó chuẩn bị nó xây chợ lên. Anh chị em các bạn thấy khi mà nó xây chợ búa lên như vậy đó, thì những cái khu gì là dân cư nó sầm uất lên, giá trị bất động sản nó tăng, giá trị bất động sản nó tăng, nó tăng rất là dùng, nó tăng rất là mạnh. Và những cái người mà họ làm chủ những cái khu đất bên này là họ hốt bạc. Anh chị em các bạn biết họ hốt bạc. Vấn đề thương trường nó là chiến trường mà, ở đâu nó cũng vậy thôi. Trong Việt Nam tại vì nhiều người họ tham, rồi họ đòi hỏi quá nhiều, rồi họ thành dân quan. Tôi nghe mấy ông anh bà chị tôi Việt Nam cũng, tôi về tôi sống tôi cũng biết, có nhiều người họ trở nên giàu có. Ngày hôm nay đại đa số người dân Việt Nam hiện nay là chúng bất động sản, chúng bất động sản. Có những người nông dân chân chất bỗng dưng họ giàu có cho nên, bởi vì những cái sự phát triển, nhờ vào sự phát triển của đất nước. Các bạn thấy ở đất Mỹ nó muôn màu muôn mặt, và cái thằng Mỹ nó hay là cái gì cũng vậy, nó đâu ra đó lắm, nó đâu ra đó, không phải giống Việt Nam. Anh muốn đi vũ làm, tôi nói về ngành nail Việt Nam, anh muốn đi vũ, anh có kinh nghiệm, anh học biết chút nghề rồi đó, anh mở cái tiệm hớt tóc, anh mở cái tiệm nail, hay là anh mở, rồi anh cứ mở lên anh làm thôi. Nhiều khi anh cứ làm mà anh sống thôi. Tôi thấy còn Mỹ thì nó đòi hỏi có một cái luật, nó có cái khuôn khổ của nó hết, nó có một cái khuôn khổ đâu có đó hết, chứ không phải là giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ tụi nó tuyên truyền được. Không phải như vậy đâu. Anh chị các bạn biết đụng vô luật pháp Mỹ rồi hả, nó có cả một cái rừng núi luật pháp của nó, luật gia đình, luật hôn nhân, luật con cái, luật buôn bán, luật bên tai nạn giao thông nó cũng có luật bên đó. Đấy, anh chị em các bạn thấy những cái vùng nó có luật lệ hết trơn à, chứ nó không phải giống như nó không phải giống như những người mà đi qua Mỹ rồi họ hát bài ca con cá. Nhiều khi tôi lên tôi chia sẻ về đời sống ở bên Mỹ, tụi nó chửi tôi ầm ầm ầm, cái cha nó. Đường mình thì mình cứ đi thôi, sự thật vẫn là sự thật. Bởi vậy mấy ông mà Việt Kiều mà bây giờ về Việt Nam mà nổ, dân Việt Nam giờ người ta biết rồi, nhiều người ta đi ra nước ngoài đó, người ta hiểu. Có nhiều người dân Việt Nam trong nước bây giờ người ta khá giả, người ta đi qua Mỹ thiếu gì. Những chuyến bay mà tôi đi qua Mỹ, tôi đi ngược về qua Mỹ, tôi thấy nhiều người họ đi qua, họ đi chơi, họ đi du lịch, đi về thì tôi cũng gặp họ đi du lịch, họ đi chơi thiếu. Các bạn nghĩ chứ đâu phải là chỉ có mấy ông Việt Kiều chống cộng cực đoan bên Mỹ họ biết nước Mỹ. Họ cay cú với tôi là họ không muốn tôi nói về trái của nước Mỹ. Họ cay cú với tôi là như vậy. Bởi vì cái lũ ô hợp đó, hồi lúc mà tôi chia sẻ về những cái nan đề xã hội Mỹ, nó như một bầy chó điên, nó kéo nhau rồi đi biểu tình, nó làm chuyện nhục nhã, cuối cùng giờ được mẹ gì, cuối cùng mà được cái gì đâu. Nó thưa, nó làm đủ trò đủ cách đủ kiểu hết, đúng là cái lũ ô hợp không ra cái trò chấm gì hết.
cộng sản về tới nhà rồi. Cộng sản về tới nhà. Các bạn thấy rồi, cộng sản. Nhà của cộng sản á. Mấy ba que nó cao cuối. Thế nhà của cộng sản đó. À, nhà của cộng sản. Đó, mấy ba que là nó ghét rồi đó, nó tất là tất chỗ đó đó. Tại sao thằng cộng sản thì nó qua Mỹ mà nó được như vậy mà còn trong khi đó cha con rồi nó thì nổ banh cả banh xác hết trơn luôn. Mà nó vẫn còn nó đòi giết, nó đòi đuổi, đòi trục xuất đủ kiểu đủ cách hết. Mà thằng Lợi Minh vẫn live stream vẫn bình thường thôi. Có con mẹ gì phải sợ tụi bay à. Cái đám bao que tụi nó thiệt, tụi nó toàn là cái lũ ô hợp không ra mẹ gì hết. Khi nói tụi nó vừa tức mà vừa buồn cười, nó làm sao đi á. Đây bây giờ mình về tới nhà rồi, mình về tới nhà rồi đấy, cộng sản về tới nhà, về tới biệt thự của mình rồi chứ bên. Phải cộng sản về tới biệt thự của cộng sản rồi, không có gì vui bằng. Thôi giờ mình đi cho cá ăn chứ bên nữa, mình đi về mình phải cho cá ăn. Nói chứ ở Việt Nam bây giờ đất nước đổi mới, lo làm ăn để phấn đấu vươn lên chứ ở Mỹ cũng vậy thôi, phải biết làm. Đấy, bây giờ mình cho cá ăn. Đấy, ao cá Bác Hồ nè. À, come on buddy. Nè. Đã. Ao cá Bác Hồ á, mỗi lần cho cá ăn là nhớ bác của mình. Bác Hồ là thần tượng của Lợi Minh. Bác rất là vĩ đại. Thôi chào anh chị em các bạn nha. Bye bye. Bye bye, xin chào nha, bye bye.